Đức Chinh chấn thương dây chằng chéo, lỡ trận Việt Nam Trung Quốc. Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau đầu gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Ngày 28 tháng 12, tiền đạo Hà Đức Chinh và hậu vệ Đội duy mạnh đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp Murray để kiểm tra tình trạng chấn thương. Đức Chinh bị chấn thương trong một tình huống tranh chấp bóng ở cuối hiệp một trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với đội tuyển Thái Lan và không thể tiếp tục thi đấu. Kết quả chụp mi cho thấy Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Mặc dù chưa đến mức độ cần phải phẫu thuật nhưng Đức Chinh cũng cần phải nghỉ ngơi và điều trị ít nhất 4 tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Điều này khiến anh có thể vắng mặt trong hai trận đấu với Australia vào ngày 27 tháng 1 và Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 2 tại vòng loại cuối World Cup 2022. Về phía Duy Mạnh, kết quả chụp mi cho thấy khớp vai đã có sự ổn định. Tuy vậy, Duy Mạnh vẫn cần kiểm tra thêm về phần dây chằng và duy trì tập phục hồi nhằm cải thiện sức mạnh vùng khớp vai, tăng cường sức mạnh của hệ thống gân cơ, giảm nguy cơ trật khớp tái phát về sau. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hãng hàng không buộc phải cắt giảm chuyến bay, phải tới ngày 31 tháng 12 tới. Đội tuyển Việt Nam mới có chuyến bay từ Singapore về Hà Nội. Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly và xét nghiệm RT-PCR theo quy định tại khách sạn Grand Laya. Trước khi hoàn thành cách ly và trở về gia đình, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1 năm 2022 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của Úc, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. Kết thúc trận đấu này, thay trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 đúng ngày một tết âm lịch tại sân vận động mỹ đình